Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay, tiếp tục chương trình khuyến mại tri ân khách hàng nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Tiến Dũng sale giảm giá một số các mặt hàng audio cao cấp. Đó là những chiếc âm ly đàn ông dòng Super Audio hàng nội địa Nhật, những cặp loa JBL model 4425 hàng bãi Mỹ. Trong dịp này thì Dũng có một chương trình khuyến mại tri ân khách hàng rất đặc biệt nữa. Đó là sẽ tặng kèm theo một cặp dây AV Pro N của Italy, món quà trị giá 500.000 cho những đơn hàng từ 5 triệu đến 10 triệu. Những đơn hàng giao dịch trên 10 triệu thì Dũng tặng kèm theo một cặp dây loa Belden của Mỹ, trị giá món quà là 900.000. Chương trình này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 1 tháng 9 năm 2024. Quý vị và các bạn lưu ý. Ở trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ sale giảm giá 1 triệu đồng trên những mẫu âm ly mà Tiến Dũng sẽ giới thiệu ngay sau đây. Cặp loa JBL model 4425 hàng bãi Mỹ thì Dũng sẽ sale giảm đến 3 triệu đồng. Đây là một dịp rất đặc biệt để quý vị và các bạn có thể sở hữu được những sản phẩm audio chất lượng cao, được đảm bảo về chất lượng và với mức giá vô cùng ưu đãi kèm theo phần quà tặng nhân dịp Quốc khánh. Chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc với hệ thống âm thanh này. Chiếc âm ly Denon 1600NE kết nối trực tiếp từ TV xuống thông qua khả năng giải mã được tích hợp bên trong và cặp loa JBL model 4425. Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem chi tiết về những sản phẩm này và hãy tham gia nhóm Zalo của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật liên tục những chương trình khuyến mại. Đó là những âm thanh được phối ghép rất ăn ý bởi hai thiết bị, chiếc âm ly Denon 1600NE thì Dũng sẽ giới thiệu. 1600NE là dòng Super Audio, tức là dòng âm thanh chất lượng cao. Sản phẩm này là hàng của Nhật, được sản xuất tại Nhật, điện 100V. Chiếc này có công suất nguồn lên đến 295W, nó rất mạnh mẽ. Ngoài việc có chức năng như là một chiếc âm ly thông thường thì sản phẩm này còn được tích hợp tính năng giải mã DAC. Anh em thường gọi là tích hợp giải mã 32 bit nhạc chất lượng cao. Chúng ta có thể kết nối với TV thông qua cổng quang, kết nối với điện thoại thông qua các OTG, kết nối với máy tính thông qua các USB. Âm thanh của dòng này rất tuyệt vời. Với tình trạng hàng đấu mạng về trực tiếp từ siêu thị của Nhật Bản, đây là những sản phẩm do các bạn hàng của Tiến Dũng nằm vùng tại Nhật và nằm vùng tại Mỹ tuyển chọn rất kỹ lưỡng, nên quý vị và các bạn sẽ thấy các sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn nó rất đẹp so với các hàng thông thường trên thị trường. Ngày hôm nay Tiến Dũng về hai chiếc, một chiếc còn hộp xốp, còn thùng xốp ở đây Tiến Dũng phục vụ với mức giá thông thường là 24 triệu, sale giảm 1 triệu chỉ còn lại 23 triệu. Và với phiên bản không còn thùng xốp cũng đẹp y như vậy, đầy đủ remote cũng như là catalo và dây nguồn zin. Mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ là 23, cũng giảm 1 triệu chỉ còn lại 22 triệu. Rút lại là không còn thùng xốp thì 22 triệu và còn thùng xốp thì 23 triệu. Tất cả zin và đẹp như nhau. Phía bên đây là một sản phẩm cao cấp hơn đến từ thương hiệu Denon. Đây chính là Denon 1700NE. 1700NE có cấu tạo tương tự như là 1600NE. Tuy nhiên thì sản phẩm này là đời sau, điện 100V, công suất nguồn là 295W. Máy này được sản xuất vào khoảng năm 2022, đời của nó rất mới. Kết nối TV, kết nối điện thoại, kết nối máy tính. Chiếc này cũng được tích hợp giải mã DAC. Mức giá thông thường của sản phẩm này Tiến Dũng phục vụ là 30 triệu, sale giảm 1 triệu, chỉ còn lại 29 triệu. Quý vị và các bạn sẽ nhận ngay một phần quà tặng là một cặp dây loa Belden của Mỹ, một quà trị giá 900 ngàn. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cam kết tất cả những sản phẩm hàng bãi đều là hàng bãi xịn, chính hãng và chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Tiến Dũng bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Thủ tục mua sản phẩm vô cùng đơn giản, quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt, Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc trước 20%, nhận hàng thanh toán nốt và tự chi trả phí vận chuyển.
Phí vận chuyển một chiếc Amly như thế này đi các tỉnh khoảng trên dưới 300 ngàn tùy theo xa gần. Tiến Dũng cam kết tất cả các vấn đề rủi ro trên đường đi vận chuyển như là bể, vỡ, móp méo, mất hàng, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng lành lặn. Phía bên đây là một cặp loa mà chúng ta vừa nghe. Đây là một sản phẩm rất nổi tiếng đến từ thương hiệu JBL. Anh em thường đọc là JBL. Cặp loa JBL model 4425 Studio Monitor. Đây là dòng loa kiểm âm rất cao cấp đến từ thương hiệu JBL Mỹ. Một bát 30cm. Đặc biệt với loa bát này, quý vị và các bạn thấy cái nón loa, cái màng loa của nó rất sâu. Dòng này cho tiếng bát rất mạnh và sâu. Hai lỗ thông hơi phía dưới. Phía trên này là một loa chép còi, tai voi. Hai nút chỉnh crossover. Với phần vỏ thùng được hãng trang trí bên ngoài bằng gỗ lạng màu vàng rất đẹp. Giao thức đằng sau là chạm loa dạng rắc bắp chuối, rất thuận tiện cho chúng ta kết nối. Con loa này có công suất cực đại là 400W trên một thùng. Công suất hiệu dụng là 200W trên một thùng. Nó rất mạnh mẽ. JBL model 4425 dòng Studio, dòng loa chuyên nghiệp đến từ thương hiệu JBL. Đây chính là phiên bản thu nhỏ của cặp loa JBL 4430, rất nổi tiếng của thương hiệu JBL Mỹ. Cặp loa này là hàng Mỹ, được sản xuất tại Mỹ. Với mẫu loa này, chúng ta có thể sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh. Thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để hát karaoke, giải trí gia đình, tiếng của nó rất tuyệt vời. Âm thanh của cặp này khi chúng ta chơi karaoke nó còn hay hơn các dòng loa bầu thông thường như là 701 2 lỗ hơi, 10.2, các dòng 301. Cặp loa này vẫn cho âm thanh tốt hơn hẳn. Mức giá làng của cặp loa này khoảng cỡ 35 triệu, dao động 35 triệu. Mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ là 34 triệu, sale giảm 3 triệu, rất đặc biệt sale giảm đến 3 triệu, mức giá chỉ còn lại 31 triệu. Đây là một cơ hội, một dịp rất tuyệt vời để quý vị và các bạn mua sắm với các chất lượng này. Với các sản phẩm chất lượng được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn và với mức giá rất ưu đãi kèm theo phần quà tặng. Phía dưới này là hai sản phẩm mà Tiến Dũng đã giới thiệu ở video trước. Chiếc Amly Marang model 1150MK2 trong dịp này cũng sale với mức giá rất tốt. Mức giá thông thường 18, mức giá sale giảm 3 triệu chỉ còn lại 15. Phía trên này là chiếc đầu đĩa CD Marang model CD80. Chiếc này là hàng của Nhật, sản xuất tại Beijing, hàng của Bỉ. Tiếng của nó rất hay. Đây là dòng CD cao cấp. Chiếc này sẽ phù hợp chơi hầu đa các dòng nhạc. CD Marang model CD80 với tình trạng hàng bãi zin nguyên bản tuyệt đẹp. Mức giá trong dịp này thì Dũng sale rất đặc biệt. Mức giá thông thường là 15, sale giảm 2 triệu chỉ còn lại 13 triệu. Tất cả những sản phẩm này thì Dũng vẫn bao zin, hoạt động hoàn hảo và bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Với chương trình khuyến mại này thì Dũng sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 1 tháng 9 năm 2024. Hết thời gian trên thì Tiến Dũng sẽ kết thúc chương trình và không còn phục vụ với mức giá ưu đãi này nữa. Quý vị và các bạn lưu ý, hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm chất lượng cao với chất lượng được đảm bảo và với mức giá đặc biệt ưu đãi nhân dịp Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.